Rồi tiếp theo. Thưa sư, con hỏi về vấn đề người đồng tính nam hay nữ vì sao không được xuất gia làm tỳ kheo và tu nữ? Nếu họ tha thiết xuất gia mà nói là họ không phải người đồng tính thì sao? Và nếu tu thiền, họ có khả năng chứng đắc các tầng thiền hay không? Con xin cảm ơn sư đã giải đáp. Thì xin thưa với quý vị đó, nó làm sư nhắc nhớ tới một cái ông chú. Ông già rồi, ông cỡ cả năm bốn mấy 50 vậy đó. Thì ông nói như thế này: nhiều lúc đó, tao nghĩ tao cũng muốn đi tu lắm mà xin hoài chùa nó không cho. Nói thì sao chùa nó không cho? Ông nói thì chùa đó tao nói toàn mấy bà sư cô thôi mà không có cho tao vô. Thì quý vị nghĩ coi, một cái chùa mà toàn sư cô không thôi đó mà cho một cái ông đàn ông vô xuất gia có được hay không? Đó. Mà nếu như một cái chùa mà toàn là tăng không á, tăng ni không, tăng không á, mà cho một cái bà mà đã vô và sinh hoạt chung với tăng đoàn nha. Còn tu nữ là sinh hoạt riêng, tu nữ với các vị tỳ kheo là tăng là sinh hoạt riêng. Còn cái này là cho đắp y chung y nhôn sư luôn. Y chung nhôn sư luôn, có nghĩa là một người mà quý vị thử nghĩ nữ giả nam trang, nữ giả nam trang mà đi vô mà đắp áo là y nhôn sư luôn. Rồi tới hồi đó tắm rửa tắm chung. À, rồi ngủ có khi ngủ chung. Rồi có khi mà thay y thay áo rồi bắt đầu nó rớt ra, rớt này rớt nọ ra, thì quý vị thử nghĩ coi cái phạm hạnh của tăng đoàn nó có bị nguy hiểm hay không? Có bị nguy hiểm hay không? Trong khi đó các vị tu sĩ dù tăng hay ni đều là những vị ly dục, dù là vị đó có muốn hay không muốn, thì có nghĩa là vị đó nếu như mà vị đó chưa có ly dục được bằng một sự tự tại thì vị đó cũng là trong cái trạng thái bị cấm dục. Mà trong khi đó đó mà thử mà lọt vô một cái người khác giới thì có phải là nó phá banh chành nguyên cái chùa không? Đó là lý do. Đó là lý do. Cái người đồng tính cũng y chang vậy thôi. Cái người đồng tính, ví dụ như là người đồng tính nam, ngay cả người đồng tính nam thì cũng có cho vô chùa với bà ni được hay không? Mà cho vô lỡ một ngày hôm nào nó thẳng rồi làm sao? Nó hết đồng tính rồi, nó chuyển qua là nó thẳng một cái nam thẳng 100% rồi làm sao? Thì ngược lại bên thì cho nên là nó họ không vô được cái chùa ni đúng không? Rồi lỡ vô cái chùa tăng. Vô chùa tăng thì cũng chỉ giống như là một cái nữ cải nam trang thôi. Rồi vô rồi thấy mấy ông sư rồi hở y hở áo rồi bắt đầu thì vô rồi lỡ hôm nào nó nổi hứng lên nó dụ khỉ mấy ông sư rồi làm sao? Thì có phải nó phá banh chành cái chùa không? Cho nên á, cái chuyện không cho người đồng tính xuất gia là cái chuyện bắt buộc không thể nào làm khác được, tại vì cho họ xuất gia dù cho vô tăng hay vô ni đều kẹt như nhau, không giải quyết được. Xin nhớ có một cái vị quản giáo á, có một cái vị quản giáo đau đầu cái chuyện này, có nghĩa là trong một cái trại mà trại cải tạo á, nam ở riêng mà nữ ở riêng, nhưng mà một hôm á, nó nhập vô một cái thằng mà thằng này là cái thằng đồng tính, chẳng hạn đồng tính mà nó xấu quắc đi mình, hoặc là nó râu ria nó bờm xòm thì nó còn đỡ. Thằng này nó đồng tính mà nó đi thái rồi, nó đi thái nó phẫu thuật đủ hết trơn á, chỉ trừ có cái đặc điểm của đàn ông là nó giữ lại thôi, nó chưa có đủ tiền nó phẫu thuật mà nó bị bắt. Thì bây giờ cái quản giáo, anh quản giáo anh đau đầu, anh không biết là bây giờ lỡ mà thả nó vô cái chỗ nào cũng kẹt hết trơn á, không có vô được chỗ nào hết. Cuối cùng cả một cái trại lớn như vậy mà phải giam riêng ảnh, có nghĩa là lao động cũng không có được lao động chung, phải là giam riêng. Thì quý vị thấy không, một cái người á, mà mình không rõ giới tính á, thì nó đi vào trong một cái tập thể á, nó rất là kẹt, tại vì mình không biết sắp xếp như thế nào hết, cho nên là không cho xuất gia là tại như vậy đó. Còn nếu như mà họ tha thiết xuất gia mà nói ví dụ như là nói dối mà không phải là người đồng tính
thì phải nói là khi quý vị cái người đó mà đi vào ở trong cái hàng ngũ tăng ni á, là một cái mối họa ngấm ngầm cho tăng ni, là không biết đường đâu mà đỡ. Chẳng thà biết biết nó đồng tính, biết nó đồng tính thì còn biết tránh, còn này không biết cứ cư xử như người bình thường. Rồi một hôm nào đó cái chuyện tu hành mà nó kẹt kẹt quá, bắt đầu là nó đổi tánh, rồi nó bắt đầu nó nhòm, nó ngó thật chết nữa ha. Còn nếu nói về vấn đề giới luật á, về vấn đề giới luật thì dù cho cái người đó có nói dối để mà được thọ đại giới thì cái giới cũng không thành tựu. À, có nghĩa là dù cho vị đó, cái vị truyền giới không biết truyền giới cho vị đó thì vị đó vẫn không thọ được giới, cái giới không thành tựu, vị đó vẫn không phải là một vị tỳ kheo. Và do cái người đồng tính á, là tái sanh bằng cái tâm nhị nhân, là cái người nhị nhân. Mà cái người nhị nhân á, quý vị đừng có nghĩ là họ dở nha. Một cái người dị nhân họ có thể là một ông tỷ phú, có thể là một ông tổng thống, có nghĩa là họ cái về cái mặt tâm sinh lý có thể là một người hết sức bình thường, mình không biết được, thậm chí có thể xưng là một người dị nhân, quý vị là một người dị nhân mình không biết được. Nhưng mà chắc chắn một chuyện, cái người đồng tính là người dị nhân, mình chỉ biết chắc chắn vậy thôi, còn mình có phải người dị nhân hay tam nhân mình không biết ha. Nhưng mà người đồng tính thì chắc chắn họ là người dị nhân. Mà cái người dị nhân á thì họ không thể chứng đắc các tầng thiền, không thể chứng đắc các tầng thiền.